thế nào số em đó các chị nhá. Phải nói là trong cái rủi nó có cái may. Và kiểu như là rất là nhiều người người ta không thích mình, người ta ghét, ghen ghét, người ta kiểu như là buông những lời hơi 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 không tốt mọi người ấy. Thì vẫn có người yêu thương mình và vẫn có người ủng hộ mình. Do vậy em thấy như thế là vẫn là rất là tốt rồi đấy mọi người ạ, rất là tốt rồi đấy. Hãy nhìn vào những điều tích cực như thế để hoan hỉ. Để hoan hỉ. Mọi người ơi, cái vụ đấy thì em không biết đâu. Mấy bạn này cứ comment là cái vụ ảnh ảnh thì em không biết đâu các bà ơi, thật đấy mọi người ơi đấy. Em thật mọi người này, buổi trưa của em này, bữa cơm trưa này, ăn còn chưa hết bữa cơm, chẳng có thời gian mà ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa livestream vừa làm việc. Em không biết về cái vụ đấy đâu. Các bà ơi, thật đấy. Em mà không quan tâm đến mấy cái vụ đấy đâu mọi người ơi, bao việc thật sự luôn. Ăn 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 còn không dám ăn nhanh, ăn còn không dám ăn nhồm nhòm, mới ăn nhồm nhòm sữa bà chửi em ấy. Còn vẫn còn đang đói ấy, mọi người, em không để ý cái đấy đâu. Các bà, việc của hai vợ chồng em là hai vợ chồng em cứ làm tốt cái việc của mình, còn những cái việc đấy ai nói cái gì nói. Người ta tự nói chứ bọn em đâu có nói gì đâu, các bà để ý mà xem. Người ta cứ tự lên người ta nói, người ta cứ thích nói chứ vợ chồng em đâu quan tâm.